Dạ, là nói đầu tiên cho Chọc xin gửi lời chào đến quý bà của chú anh chị. Và hiện tại Chọc cũng sáng đến ở Long Xuyên, An Giang của anh chị. Nhận được thông tin thì có một bé trai mất tích cách đây một ngày mấy, gần hai ngày, ở dưới sông này của anh chị. Dạ, của chú anh chị. Đây là trước mặt khi mà nhóm Chọc từ trên Sài Gòn xuống. Từ trên Sài Gòn xuống thì mới vừa tới nhà trò chuyện với gia đình khoảng 10 phút thôi. Là người dân người ta báo đã tìm thấy bé rồi anh chị. Và hiện tại bé đang nằm ở đây, mới chở xe máy và nằm ngay tại đây luôn anh chị. Quý bà anh chị xem hãy cho Chọc một cái bình luận, một cái lượt like đi ạ. Bé trai 8 tuổi tên là Hòa. Nghe chị ơi. Thì hiện tại người dân thì gia đình rất là đông anh chị, cho nên không quên Chọc không thể nào, cái này nhạy cảm á, cho nên Chọc không thể nào Chọc quay cận cảnh là vui chú chị, mong quý anh chị xem thông cảm giùm nha. Quý chú anh chị xem thương Chọc hãy cho Chọc một like, một lượt chia sẻ đi rồi để lan tỏa video ạ. Bé 8 tuổi ở thị, ủa anh ở đây là cái gì, An Giang anh? Thì Trung Thân, phường Mỹ Thái. Không, cái thành phố Long Xuyên. Dạ, thành phố Long Xuyên. Tại em ở người lạ lại. Dạ, ở đây là thành phố Long Xuyên của anh chị. Đây, đang nằm đây của anh chị. Cái chỗ mà trước mặt của chú anh chị á, bé trai 8 tuổi. Cái hôm trước là bé xuống đây như thế nào của anh chị, với ở dưới sông rồi nè. Ở dưới sông rồi nè, chơi ở đây có cái cầu xuống, cái cầu quê đó, xuống đây chơi, không biết sao nè, thì người dân ta thấy cầm mấy cục đá ném xuống dưới sông này nè, và khoảng năm mấy chiều là không thấy nữa anh chị. Hiện tại bé đang nằm đây nè, cô chú chị xem hãy cho Chọc một bình luận, một lượt like đi ạ. Nhà người nhà đang làm cái gì không anh chị? Người của bé nó có mềm không có cứng không chị. Rồi hôm nay mới Chọc vừa, nhóm Chọc mới vừa xuống khoảng nói chuyện với gia đình khoảng 10 phút thôi, mới 10 phút là đã người dân phát báo hiệu là trôi cách đây khoảng 3 cây số, thì Chọc chạy theo. Đó, bây giờ dựng like lên, gửi lên cho quý anh chị, quý anh chị xem hãy cho Chọc một bình luận đi ạ. Dạ, chào sư phạm nha, chào tất cả quý bà của anh chị, quý bà anh chị xem hãy cho bình luận cho Chọc đi ạ, cho Chọc một cuộc sinh một like đi quý anh chị. Rất là tội luôn quý anh chị, mới có 8 tuổi, bé trai 8 tuổi, dạo này biết sao té, biết bé thường thì ở đây có quán cà phê buổi chiều đó, bên câu cá đâu sao mà hôm trước đó, ngày hôm kia đó, mà không biết làm sao không dân nào thấy của anh chị. Bé chắc trượt chân, tại vì khi mà nãy phát vớt bé lên thì mặc cái quần đùi với cái ở trần của anh chị, bé ở trần mặc cái quần đùi. Bé trai 8 tuổi tên là như tên Hòa. Nhà thì ở ngay thành phố Long Xuyên, thành phố Long Xuyên, nhà ở trong hẻm này nè anh chị. Cô chú anh chị xem có gõ không anh chị? Nhà có 4 anh em, bé Hòa. Chị cho em hỏi bé là như tên Hòa không chị? Dạ. Bé Hòa. Dạ. Nhà có 4 anh em anh chị. Bé Hòa là thứ tư. Nhà có 3 trai 1 gái. Mẹ thì khóc xỉu ở trong nhà luôn. Công việc của mẹ thì bán dừa ở ngoài chợ không chị, bán dừa ở ngoài chợ đó. Quý ông bà anh chị xem like Chọc, phải cho Chọc một cái bình luận, một cái lượt like đi ạ. YouTube nó đâu cho quay cận cảnh, nó xóa video luôn, xóa video không cho đăng video.
Dạ rất là tội luôn trời, bé bé đứng khóc luôn, bé này xem khóc luôn gì. Có cái anh quạt quạt có gì người thấy không? Cái anh đứng quạt quạt mà đang tắm rửa, tắm rượu mà nhỏ đó. Tại vì chọc không thể nó quay cận cảnh, nó mong muốn chị xem hay thông cảm cho chọc nha. Chào thì Trang Vlog nha. Người dân hiếu kỳ lại đứng đây rất là đông luôn chị, rất là đông luôn. Nó chọc like cho quý anh chị mình xem, quý anh chị mình xem hãy cho chọc một cái bình luận, một lượt like đi ạ, một lượt chia sẻ quý anh chị để lan tỏa video đi ạ. Nhà nghe nói thì nãy chưa hỏi được gia cảnh nhà mới có khó khăn không vậy? Chọc nhận được thông tin là chọc chạy xuống liền luôn anh chị. Chạy tối tới tối 3 giờ, một mấy 2 giờ chọc ngủ ở ngoài mấy quán cà phê giỏng á. Xong sáng nhóm chọc chạy vô thì hỏi với người nhà. Mới giờ hỏi mẹ chừng khoảng 10 phút thôi là người dân ta chạy lại ta báo là đã bé là nổi lên rồi. Cách này 3 cây số, có 2 cây mấy 3 cây số gì đó. Thì chọc cũng chạy theo, thì có người dân ta xuống ta dớt lên và bỏ lên xe máy chạy về quý anh chị. Cô chú anh chị xem hãy cho chọc một like, một cái bình luận đi quý anh chị. Dân lại quá cho đông, tại vì ở đây có con sông đối diện nhà, có con sông, có cái cầu lên đó quý chị. Như đây người nhà đang tắm rượu. Dạ chào Thanh Vũ à. Dạ ở Long Xuyên à. Mẹ thì không cho đi gan luôn chị. Mẹ trong nhà khóc quá trời trong nhà. Chọc đi vô nhà cho quý anh chị xem ha, để xem cho người mẹ như thế nào. Người mẹ khóc quá rồi. Cô chú anh chị xem hãy để lại cái A Di Đà Phật giùm em đi quý anh chị. Tây phương cực lạc thế giới tam thập lục vạn ức nhất thập nhất vạn cũng thiên ngũ ba đồng danh đồng hiệu đại từ đại bi tiếp dẫn vong linh A Di Đà Phật. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới tam thập lục vạn ức nhất thập nhất vạn của viên ngũ ba đồng danh đồng hiệu đại từ đại bi. Chào Thanh Trung TV. Rồi tôi nghe điện thoại được.
ơi, tìm được cái xác, tìm được cái xác quà rồi. Duyên ơi, vớt về rồi, giờ đang thay đồ cho gọi cho nó nè. Cô chú chị xem hãy để lại Nam Mô A Di Đà Phật giùm chọc đi ạ. Dạ đúng rồi đó. Dạ bé trai 8 tuổi của chị nhân trượt chân té giữa chỗ cầu gì quên nè, mà ở thành phố Long Xuyên đó anh chị, tại vì chọc lần đầu tiên xuống khu vực này cho nên chọc cũng hơi gần địa bàn đây nha. Thì sáng nay chọc mới tới hỏi người mẹ thì khoảng 10 phút thì người dân đã báo là đã nổi lên rồi, thì chọc like trực tiếp để gửi đến cô chú anh chị nha. Đây là nhà của bé Hòa. Chị phải biết cho nó, bây giờ nếu mà chị ôm nó chị phải đủ bình tĩnh, không có giọt nước mắt nào, chứ chị ôm nó mà chị khóc là không được chuyển sang với chị. Chị muốn ôm con cái chị đầu lộn, nó lạnh lắm rồi. Dạ dạ. Bình tĩnh đi chị Nhung, bình tĩnh đi, cái gì cũng biết, em biết sao. Nó về được rồi, giá về được rồi, giờ bình tĩnh đi chị. Dạ, với 1 triệu đúng không chị có lo. Rồi. Đã Rồi. Con đi trước này luôn, đi đây. Giờ này, bây giờ em muốn nhìn con không? Giờ kẹt nó cửa thôi, con đứng cửa được rồi, cửa không có thấy được sao làm. Không, bây giờ cho chị ấy nhưng mà chị đừng có khóc. Không có khóc. Không, không có đâu qua, làm sao kiềm chế được. Thôi, không kiềm chế được. Thôi, đừng cho qua. Đứng đây được rồi. Con lần túi thôi. Bà bảnh kiềm chế không có được. Học cưng cưng kìa, em cưng cưng. Giờ bà cũng đủ bình tĩnh chứ chị. Chị bà không khóc chị. Niệm Phật cho con nhảy sinh đi chị. Niệm cái bài cũng phải nãy đi. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Dạ Ức Nhất Thập Nhất Dạng Cổ Kim Cổ Ba Đồng Dẫn Đồng Diệu Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Dung Linh Nhà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Dạ Ức Nhất Dạng Nhất Thập Cổ Kim Cổ Ba cần đọc cái đó luôn, đọc Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát là được rồi, cứu độ vong linh của bé. Địa Tạng Vương Bồ Tát là cứu độ vong linh. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát cứu độ vong linh của bé được rồi. Khi nào mình cúng lễ mình hay đọc cái chuyện đó, còn không cần thiết trong lúc này, ngắn gọn giùm em là được rồi.
đúng rồi cưng, bé trai gớ xong. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát cứu độ long vong linh của bé tên gì đó. Mình vô chùa hay Địa Tạng mới cứu độ vong linh được chị. Bé tên Đỗ Phúc Hòa, sinh năm 21 tháng 11 năm 2016. Cứu độ vong linh lúc mới đồ dẫn thanh về miền cực lạc. Không nghe hả Thùy Trang ơi? Thùy Trang có nghe bình luận và biết Thùy Trang nghe có rõ và âm thanh video có rõ. Tại cơ quan tới lần. Bé nằm đang đắp chiếu đắp mền của anh chị nha. Chúng quý anh chị mình xem hãy chọc một bình luận, một cái lượt like của chúng chị. Chào là nghỉ trương à. Đây là mẹ nè, đây là Mỹ Thới Long Xuyên, thị xã Long Xuyên. Dạ cảm ơn Thanh Vũ. Em chào nghỉ trương à. Chào Lâm Tùng. Dạ em chào anh Trung Nguyễn à. Em không được khám cứu huyện con em đâu. Không đâu. Chào Dương Lê à. Không mà. Không mà. Để cho con em nó được nguyên vẹn thôi. Không. Qua đi, qua đi con. Chị đâu cho qua cái chị. Chào Kim Tú 77 à. Ê, còn cái cặp nữa, lấy cái cặp ra. Cái cặp đi học á. Trước mặt là trước mặt cô chú chị là đây là mẹ của bé Hoàng 8 tuổi của anh chị. Bé nằm đây nè. Bán ơi. Ở trong nhà có miếng Barbie bự lắm nè. Giữ lại đi. Trong nhà có miếng. Dạ em chào quý người nào. Xem hãy chia sẻ với em của anh chị, chia sẻ cho em một like kìa. Chính vị xem hãy cho chọc một like, một lượt chia sẻ đi quý anh chị. Bé 8 tuổi nhà cũng rất là khó khăn luôn anh chị. Mẹ thì bán dừa ở ngoài chợ anh chị. Chào hộ Nguyễn ạ.
bé vẫn còn nằm ngoài không mới về tắm rượu xong đó chị, vừa mới tắm rượu xong rồi. Cuối chương trình rồi sẽ được đồng lai nó chọc thì hãy học dùng chọc đi quý anh chị. Bé 8 tuổi đây, trước mặt của anh chị là bé vẫn còn nằm ngoài của anh chị, và con sông này nơi mà bé bị trượt chân đó, bé trượt chân đây của anh chị. Dạ, thành phố Long Xuyên, An Giang à, thì chọc nhận được thông tin và nhóm chọc vừa chạy xuống, và nhóm chọc vừa chạy xuống nói chuyện với gia đình khoảng được 10 phút thì người dân ta báo là đã bé đã nổi lên rồi anh chị. Bé trai 8 tuổi tên là Hòa. Giờ chào em, chào Trang Võ. Quý chú anh chị xem hãy chia sẻ và like cho chồng một like của chị. Nghe người dân đứng đây rất là đông, rất là đông. Người nhà mới vừa tắm rượu xong anh chị, cúng kiến không biết làm quần áo rồi không biết làm sao, cái căn để che cho bé mát. Dạ chào Lộc Phạm ạ. Chúc anh chị xem hãy cho chọc một like, một lượt chia sẻ với anh chị. Đó, bé đang nằm chỗ cái mòn đó anh chị. Dạ chào Hoài Nguyễn nha. Ngày hôm kia thì bé xuống dưới chỗ cái cầu trước màn hình của chú chị đó, xuống dưới là lấy mấy cục đá ném xuống sông, ném xuống sông không biết là bé có vớt cái gì dưới hay không của chị, mà bé trượt chân té dưới luôn của chị. Tối chiều nay nữa đúng là hai ngày đó, ngày 5 giờ chiều ngày hôm kia, nếu mà tính giờ là hôm nay nữa là đúng 2 ngày, còn nữa tính ngày thì 3 ngày nữa chị. Dạ chào Lộc Phạm. Câu chuyện của bé Lộc Phạm ơi, là sao, câu chuyện nào ạ? Là té ở An Giang Long Xuyên đúng không ạ? Hiện tại chồng cũng chia sẻ ở đây là ở thành phố Long Xuyên, bé Hòa 8 tuổi không gì đây nè, ngay chỗ trước mặt của anh chị đó. Dạ đúng rồi, rất là nhiều chuyện luôn. Còn cái ông cụ ở trên cầu Phú Long á, thì chồng chưa có chia sẻ, hôm qua là có thông tin là người nhà lại đó, cho nên là chồng chạy gấp xuống đây, người dân tao báo thì chồng chạy gấp xuống đây để mà chia sẻ cho quý bà của anh chị mình xem. Đó, hiện tại đây để mà căn dây để mà che mát cho bé. Coi trong nhà có chuối sống nha. Rất là người đông, rất là người đông người dân của mình lại luôn đó chị, cơ quan cũng lại đội khám nghiệm, cho nên là người nhà này có camera hàng xóm người ta quay lại hết cận cảnh mà bé chơi và bé té dưới chỗ này luôn đó chị đó, cho nên là người nhà ta không có cho khám nghiệm đâu. Chú anh chị xem hãy cho chồng một like, một mình bình luận giùm em chồng cho em đi ạ. Quý bà anh chị nào em mà thương chồng thì hãy cho chồng chưa đăng ký kênh nó, hãy đăng ký ủng hộ chồng nha. Tại vì khi chồng nhận được cuộc gọi anh em trong nhóm, người dân báo là ở đây có trường hợp mà bé 8 tuổi đã té dưới sông này anh chị. Đó, té sông dưới chân đường này xuống nè. Cho nên là anh em trong nhóm đi cấp tốc trong đêm, vì chọc tất cả anh em đã đến đây khoảng 1 mấy 2 giờ sáng, và chọc tất cả anh em cũng
ngồi quán cà phê giọng ngủ tới sáng mới vô, chưa kịp ăn uống thì vô hỏi được cái thông tin người mẹ được đâu được 8 phút hay 10 phút gì đó, là người dân ta báo là đã thi thể của bé đã nổi lên rồi, thì chọc là dựng kịp dựng cái like để mà truyền tải gửi đến cho quý bà con chú anh chị luôn. Dạ, cô chú anh chị nào xem mà thương chọc hãy cho chọc một like, là một được chia sẻ đi, tại vì mấy hôm nay kênh chọc không biết sao mà đăng tải video lên khó khăn lắm chị, và không ai xem nữa. Nó cũng mong quý anh chị xem rồi. Thương chọc à. Từ trên Sài Gòn chọc chạy xuống đây là hình như là 200 mấy chục cây số của anh chị. Quý anh chị nào xem mà chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh bằng nút màn hình bên tay phải dưới anh chị, đăng ký miễn phí ủng hộ chọc ha, để kênh chọc càng ngày càng phát triển, để chọc đi những cái chuyến đường xa để mà chọc chia sẻ. Quý bà anh chị nào xem mà có hoàn cảnh khó khăn, mà có một cái vấn đề mà tìm chồng tìm vợ gì đó, chọc đều làm giúp cho bà con mình hết. Dạ, chọc làm vì cái tâm thôi anh chị. Chọc đi rất là xa xuống đây để chia sẻ cho quý bà anh chị. Hiện tại bé Hòa đang nằm chỗ có chiếu anh chị. Quý chú anh chị xem hãy để lại Nam Mô A Di Đà Phật cùng chọc đi ạ. Dạ, cặp xin phép của quý anh chị cho chọc xuống like này không quý anh chị. Dạ, để mà chọc tại vì đông người quá cho nên cái nó yếu quá, bây giờ nó yếu quá. Gái hay trai, và trai 8 tuổi rồi, chào Quang Hóa, chào Duy Trần, chào chị Lan Nguyên Ngô, em chào Quang Hóa Lê, chào đẹp đang ý vùi. Bây giờ Kim Hiệp, em chào chị Lan Nghĩ, chào Vi Trần. Bây giờ dạ chưa huấn luyện mà, tại vì không biết nó đang nằm đây nè, quý anh chị thấy không, chỗ tay em chỉ nè nha, bé đang nằm đắp chưa, đang đắp cái mền ở đây, cái chân ở đây nè đó, chưa có đưa về nhà. Dạ tìm được rồi ạ, Ben Valley ạ, dạ tìm được rồi nha, rồi chào Huấn Lê ạ. Dạ em xin phép xuống like này. Dạ, bé trai 8 tuổi chơi ở dưới đây nè, ném đá đâu dưới sông này không biết như thế nào thì đã trượt chân. Cản cái xe ngang. Trượt chân xuống. Cản cái xe ngang lại đi đường kia rồi. Mới lâu lâu có sự cố lạ. Ở nhà mình có ấy buồn mình ấy được mà. Dạ, thưa quý anh chị à, chọc xin phép xuống like này, mong quý anh chị xem hãy thông cảm đi. Chọc quay những cái video tiếp theo để gửi đến quý anh chị nha. Quý bà anh chị này. Đây luôn nhà được. Dạ không biết tại bé mới có 8 tuổi thôi à. Dạ chào thôi để em xuống like này để em quay video tương gửi đến quý anh chị, tại vì cơ quan xuống khá là đông, có thể là đường like này cũng không được quay. Có thể là bị khóa sóng á. Thì em xin phép xuống quý anh chị xuống like này. Quý bà anh chị xem mà yêu thương chọc hãy cho chọc một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ, một lượt like quý anh chị. Và đăng ký miễn phí góc màn hình tao phải với anh chị. Đây là thành phố Long Xuyên ha. Và hẹn quý bà anh chị những clip tiếp theo ạ. Bye bye của chú anh chị.